Chúc mừng sinh nhật con trai Minh Đức lần đầu tiên của Vava. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Vừa tròn 1 năm con sinh ra, bố chúc con là một chàng trai mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, vâng lời cha mẹ. Cuộc đời như một chuyến đi xa, dù có vất vả đến đâu, con cố gắng không được bỏ cuộc. Cái đích và sự thành công nó sẽ là một con đường cuối cùng. Bố hy vọng với cái tên Minh Đức tỏa sáng của con sẽ thành công. Chúc cho con trai mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn và thành công xuất sắc trong con đường tương lai của con. Bố cảm ơn con, cả nhà yêu con rất nhiều. Xin được giới thiệu, tôi tên là Chiến, là bố của cháu Minh Đức. Hôm nay tôi trân trọng thay mặt gia đình chúng tôi xin chào đón tất cả các quý vị đến cùng chung vui với tiệc con nuôi của cháu Minh Đức. Trong cuộc sống ai ai cũng có những ước mơ trở thành cha mẹ tràn đầy niềm vui yêu thương dành cho con cái, và mong muốn chung của chúng tôi là sự mạnh khỏe và ngoan ngoãn của các con. Chúng tôi rất biết ơn và sự may mắn đó đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ này để mừng sinh nhật tròn 1 tuổi cho cháu. Xin chân thành cảm ơn tới tất cả các quý vị đã dành thời gian quý báu nhất của mình để tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là điều vô cùng quý giá. Chúng tôi vô cùng biết ơn.